các bạn nhìn đây là nguyên cái phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay lúc này là không có một bóng người. À đây có một bóng người từ rất xa, nhưng mà đây là bác bảo vệ. Lực lượng bảo vệ lúc này thì họ túc trực để nhắc nhở không cho những người dân đi vào trong khu khuôn viên của phố đi bộ, tránh lây nhiễm không cần thiết. Cô bác thấy mình zoom lớn lên cho cô bác coi, cảnh Sài Gòn chưa bao giờ có như vậy, chắc là cả trăm năm mới có một ngày. Giờ mình sẽ quẹo phải đi vào đường Lê Lợi hướng về phía nhà hát thành phố đây các bạn. Đây. Quẹo đây là đường Đồng Khởi. Các mặt bằng ở đây cho thuê và đóng cửa gần hết. Mỏi mắt thì mới thấy người đi bộ. Không khí như trùng xuống tĩnh lặng lại các bạn. Thỉnh thoảng thì có một vài chiếc xe đi ngang qua thôi. Bắt đầu lại nước lại tiếp tục phun lên, phun theo lập trình. Đó, và các bạn nhìn thấy những cái rào chắn xung quanh khu phố đi bộ Nguyễn Huệ này, cao hơn chút xíu nữa là các bạn thấy khách sạn Caravan. Đây các bạn, khu vực Chợ Thiếc ngày hôm nay cũng có cái biển thông báo là khu vực hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường 13 quận 11 để đảm bảo công tác phòng chống dịch tạm ngưng họp chợ trên các tuyến đường. Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong video tiếp theo ngày 9 tháng 6 năm 2021 của Tuấn Dương. Và ngay lúc này thì Tuấn Dương đang đứng ở giao lộ vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, nơi mà Tuấn Dương đang đứng đây các bạn. Đây là đường Trần Phú giao cắt với đường Nguyễn Văn Cừ. Thì đường Trần Phú ngày xưa có tên là đường Đại lộ Nguyễn Hoàng, còn Nguyễn Văn Cừ ngày xưa có tên là đường Cộng Hòa. Đấy, ngã 6 này có tên là ngã 6 Cộng Hòa, ngày nay thì người ta còn gọi là ngã 6 Lý Thái Tổ. Hiện nay thì nó ngã 6 này được giao cắt bởi các con đường, là con đường thứ nhất là con đường Trần Phú, bên kia đường là con đường Hùng Vương, sau đó thì đến đường Lý Thái Tổ, rồi đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngày xưa là đường Hồng Thập Tự, rồi kế đó là đường Phạm Viết Chánh, và hướng bên đây là đường Nguyễn Văn Cừ, tổng cộng là tới 6 con đường lận. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ tới nhà của Giám đốc Cường để coi Giám đốc Cường nấu ăn. Hôm nay thì Giám đốc cũng có nấu để phát một số những các cái phần thức ăn. Có lẽ là phát cho bà con trong khu phố và những người nghèo thôi. Khúc ngã 6 này ngày hôm nay quá vắng luôn các bạn ạ. Ít khi mà thấy được cái ngã 6 nó vắng vẻ như vậy. Đây Tuấn Dương đang đi vào đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Bên phải là cái đường Phạm Viết Chánh đó các bạn. Lúc trước thì có cái đường ray xe lửa nằm dưới nền đường Phạm Viết Chánh đó để đi về lục tỉnh miền Tây, về Mỹ Tho. Mà sau này cái đường sắt ở phía dưới đấy bị phá bỏ rồi. Khu
khu phố Nguyễn Thị Minh Khai này những cái năm khoảng 2000 đó thì tập trung nhiều các cái nhà sách, chủ yếu là những cái nhà sách họ buôn bán ở đây. Lúc đó buôn bán rất được, nhưng mà sau khi sau thời gian này, lúc mà internet phát triển, internet rồi sách điện tử, sách nói, iPhone, iPad, các cái thiết bị điện tử cầm tay ra đời thì sách bắt đầu suy giảm. Người ta vẫn đọc sách nhưng mà cái cách đọc lúc này nó khác nhau. Không phải là cầm một cái cuốn sách giấy nặng hàng ký, hàng ký lô hoặc là để từ điển để tra nữa, mà người ta có những các cái loại điện tử. Ví dụ như từ điển thì có kim từ điển, rồi có các cái loại từ điển online tra cứu trực tuyến, nên là những cái gì mà thuộc về giấy tờ sách vở thì cũng giảm, doanh thu sụt giảm. Chính vì thế nó không còn thịnh hành, nên bây giờ thì cái khu phố Nguyễn Thị Minh Khai, cái khúc mà từ ngã 6 Cộng Hòa vào đó, bây giờ buôn bán cũng chỉ còn một vài các cái cửa hàng sách thôi, chứ còn không có nhiều như xưa nữa. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở giao lộ đường Tôn Thất Tùng cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường xá Sài Gòn lúc này di chuyển rất dễ dàng, thông thoáng. Cũng do là có nhiều các cái cửa hàng hoặc cửa hiệu mà kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thiết yếu đóng cửa. Rồi các cháu học sinh thì nghỉ học. Đây cô bác nhìn này, có những các cái cửa hàng này thì lác đác mới có nhà mở cửa thôi, hoặc là những cái tòa nhà thì mới mở cửa, còn lại thì là đóng cửa, không có kinh doanh. Ngay kể cả bên kia đường các bạn kìa, cái góc bên kia là tòa của bên công ty Phong Vũ. Đó. Bên Phong Vũ cũng đang tạm đóng cửa. Đấy, các bạn nhìn nguyên góc mặt tiền đó là cỡ khoảng 5-6 căn liền nhau. Người ta cũng không có kinh doanh buôn bán lúc này. Do bán máy tính cũng không phải là cái dịch vụ thiết yếu cho cái nhu cầu của cuộc sống. Nó không phải là hàng ăn, miếng uống. Tức là có thể tạm ngưng, chưa mua máy cũng vẫn được. Nên những cái cửa hàng đó thì một là được vận động nghỉ, cái thứ hai là họ cũng chủ động, chủ cửa hàng cũng chủ động nghỉ để tránh lây nhiễm, vì tính là lây nhiễm thì còn khổ hơn. Lây nhiễm bây giờ thì cách ly 21 ngày. Đây bên tay phải này các bạn là công viên Tàu Đàn. Các bạn thấy họ cũng căng dây để hạn chế người vào công viên, tránh cái nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Khi mà nhiều người tới công viên rồi tập thể dục, thể thao, đi bộ, có thể làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm. Bên tay phải này là cung văn hóa lao động này, cũng cái cửa này cũng đóng luôn. Nhìn cơ bản thì cô bác thấy là giao thông lúc này rất tốt, đường vắng. Đây bây giờ Tuấn Dương sẽ đi vào đường Huyền Trân Công Chúa. Wow, lâu lắm rồi giờ mình mới đi vào con đường này. Bên phải này cũng không thấy dừng đậu xe ô tô, mặc dù có những các cái vạch kẻ này này các bạn này. Cũng có thể là do ở phía bên trong
đằng sau Dinh Thống Nhất. Lúc này các quán cà phê nghỉ, không có buôn bán. Đây cũng vẫn có để một cái lối nhỏ, Hội trường Thống Nhất tạm ngưng phục vụ. Đúng rồi, chính xác. Đây, mấy cái quán cà phê, quán ăn gì ở trong này đóng cửa hết này. Bên vỉa hè thì Tuấn Dương thấy có người đi tập thể dục thôi. Đây, quán cà phê trước mặt cô bác nhìn này. Quán cà phê 77 đó. 1, 2, 3, 4, 5 5 căn mặt tiền liền nhau nó đóng luôn. Đây là góc của Khoa Huân cắt với đường Nguyễn Du. Đây các bạn, Nail Spa gì đấy cũng đóng cửa. I&M khách sạn làm khu cách ly. Có mấy cái khách sạn này được dùng làm cách ly. Hair Salon Đức đóng cửa luôn. Có mấy khách sạn ở khu vực này người ta đăng ký làm cái nơi cách ly, tức là khách từ nước ngoài về đó thì sẽ ở trong đó luôn, không có đi ra ngoài. Này đóng rồi. Đây chỗ giám đốc Cường này. Tuấn Dương xin chào các cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Tuấn Dương đang có mặt ở cửa Bắc chợ Bến Thành. Đây đang là đường Thủ Khoa Huân. Hôm nay Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi một vòng quanh chợ Bến Thành vào lúc khoảng hơn 10 giờ sáng. Lúc này thì cô bác anh chị thấy là ở chợ thì chỉ có một vài các cái cửa hàng bán hoa ở bên ngoài còn hoạt động. Xung quanh thì đang tạm đóng cửa. Các cái tiệm này liên hệ cho thuê mặt bằng này. Gần như cái việc mua sắm ở đây lúc này khá là thưa thớt. Nhiều cửa hàng thì không có hoạt động, đặc biệt là những cái quán mà bán hàng ăn. Đây là góc đường Lê Lai cắt với công trường Quách Thị Trang. Khúc này cô bác thấy những cái cửa hàng này, từ cửa hàng này cho tới khách sạn gần như là không có hoạt động. Passport Photography. Đây là góc đường Lê Lai cắt với đường Trương Định. Đây, tới đây là chúng ta vào phố Nguyễn An Ninh, cửa Tây của chợ Bến Thành. Cô bác nhìn hai bên con phố này cũng chỉ có một vài người bán những các cái đồ ăn bán mang đi thôi. Đây, chị gái bán bún
Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Trương Định. Rồi, quẹo phải vào Lê Thánh Tôn, vào đường Gia Long, ngày nay là đường Lý Tự Trọng. Bên tay phải là khách sạn Grand Silverland, là một cái khách sạn mà dùng để cách ly, dành riêng cho khách cách ly. À, đây là góc ngã tư Thủ Khoa Huân. Các bạn nhìn bên tay phải có cái bệnh viện thẩm mỹ Âu. Ngay lúc này thì bệnh viện cũng không hoạt động. Quẹo phải này chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Trung Trực. Này, khúc này chúng ta sẽ đi ngang qua Thư viện Khoa học Tổng hợp. Con đường Nguyễn Du có những cái hàng me này nên rất mát mẻ. Rồi, đèn đỏ tạm dừng đây chút xíu. Đây là góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cắt với Lý Tự Trọng. À, phía bên trái của cô bác anh chị là cái công viên gọi tên là công viên Bách Tùng Diệp. Đây là một công viên mà ở đây người ta gọi là cái phố Hàng Rong thứ hai. Phố Hàng Rong thứ hai. Đỏ mắt mới thấy hai cô Tây ở Việt Nam đi bộ qua đường. Lúc này cái số lượng người nước ngoài ở Việt Nam rất ít. Một số có thể là chuyên gia, số còn lại là những cái người bị mắc kẹt ở Việt Nam. Một số thì là vợ con của những cái người làm trong các cái cơ quan tổ chức nước ngoài mà đóng tại Việt Nam. Rồi, Tuấn Dương sẽ đi tiếp. Wow. Bên tay phải này là Vincom Đồng Khởi. Lúc này cũng chỉ có mỗi khu căn hộ còn hoạt động thôi. Còn các cái khu mua sắm thì đang tạm ngưng hoạt động. Rồi, phía trước đang là góc đường Hai Bà Trưng cắt với Lý Tự Trọng.
Đây, mặt trước của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Rồi, Tuấn Dương qua đây, đây là ở đây thông báo là gì đây? Do diễn biến dịch bệnh phức tạp, cổng 14 Lý Tự Trọng tạm ngừng hoạt động. Khám bệnh tại cổng 33 Nguyễn Du, tiêm ngừa thì chờ thông báo. Đó, vậy là cổng bệnh viện này chúng ta phải đi một cái cổng khác, không có đi cổng này. Rồi. À, cô bác thấy đường phố lúc này cũng rất vắng. Siêu vắng luôn. Đây, quẹo phải này, chúng ta sẽ đi vào đường Chu Mạnh Trinh. Bên này khu dân cư 15A, 15B, Lê Thánh Tôn. Quẹo trái này chúng ta sẽ gặp đường Thái Văn Lung. Thái Văn Lung là đường một chiều. Đây là góc đường Hai Bà Trưng cắt với Hai Bà Trưng cắt với đường Lê Thánh Tôn. Chưa bao giờ trung tâm Sài Gòn vắng như vậy. Khi mà cái tòa nhà phía bên tay phải này ngưng hoạt động thì xe taxi cũng không có dừng đỗ ở đây nữa. Đây các bạn, mặt trước của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tòa nhà nhìn rất đẹp và trang nghiêm. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ. Wow, hồi nãy mới gặp hai cô Tây này, bây giờ hai cô Tây đi bộ ra tới đây rồi. Đây các bạn ơi, khu một phần đường Lê Lợi đã làm xong. Phía trước đây đang là công trường. Cũng vẫn chưa hoàn thiện. Đó, buổi chiều thì các bạn ấy tới đây để vui chơi. Nhưng mà đây vứt rác hơi nhiều. Đây mặt trước các bạn nhìn phía trước camera là nhà hát thành phố. Và kia là đài phun nước. Đó, lúc này đài phun nước nhìn cũng rất đẹp. Đường phố lúc này vắng quá trời luôn. Phố vắng người thưa.
Đó. Mỏi mắt thì mới thấy người đi bộ. Không khí như trùng xuống, tĩnh lặng lại các bạn. Thỉnh thoảng thì có một vài chiếc xe đi ngang qua thôi. Giờ bắt đầu lại nước lại tiếp tục phun lên. Nó phun theo lập trình. Và các bạn nhìn thấy cái, những cái rào chắn xung quanh khu phố đi bộ Nguyễn Huệ này. À, cao hơn chút xíu nữa là các bạn thấy khách sạn Caravan. Rồi bây giờ mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp về Tuấn Dương nhé. Taxi lúc này đỗ xếp hàng dài, những cái tòa nhà nào mà còn hoạt động thì taxi còn còn dừng đỗ ở đó để mà tìm kiếm khách. Đây, những cái con phố nhỏ cũng vậy luôn này. Đây là phố Huỳnh Thúc Kháng. Cũng là trung tâm quận nhất lúc này thì những các cái khu mua sắm, khu vui chơi, giải trí thì nhìn tĩnh lặng. Này, chúng ta đang có mặt trên đường Hồ Tùng Mậu. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo trái vào con phố Ngô Đức Kế. Đây là được mệnh danh là con phố trà sữa. Nói là phố trà sữa bởi vì giới trẻ hay tới đây uống trà sữa, ngồi chơi. Nguyên con phố này chừng được khoảng 3-40 căn nhà thì đến 2/3 là cho thuê. Lúc này đề biển cho thuê và chưa có khách thuê. Đây, chúng ta sẽ đi một vòng quanh khu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuấn Dương sẽ dừng ở đây chút xíu để mình sẽ quay toàn cảnh từ ngoài này vào cho tới tận ủy ban trung tâm. Đó. Đó, các bạn nhìn đây là nguyên cái phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay lúc này là không có một bóng người. À đây có một bóng người từ rất xa, nhưng mà đây là bác bảo vệ. Lực lượng bảo vệ lúc này thì họ túc trực để nhắc nhở không cho những người dân đi vào trong khu khuôn viên của phố đi bộ, tránh lây nhiễm không cần thiết. Đó, cô bác thấy mình zoom lớn lên cho cô bác coi. Cảnh Sài Gòn chưa bao giờ có như vậy. Chắc là cả trăm năm mới có một ngày. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi tiếp nhé. Thỉnh thoảng lác đác có vài chiếc xe thôi.
Lúc này những ai mà ưa thích về phong cảnh thì có lẽ là họ sẽ rất thích. Đi lại rồi chụp ảnh phong cảnh lúc này. Còn đối với những người buôn bán thì có lẽ họ sẽ không vui. Buôn bán thì phải đông người mới buôn bán được. Còn vắng vẻ này thì buôn bán rất chậm. Nhưng mà thời gian này những nghệ sĩ nhiếp ảnh, những nhà làm phim có thể đi quay để lấy những các cái đoạn phim tư liệu đẹp. Giờ mình sẽ quẹo phải đi vào đường Lê Lợi, hướng về phía nhà hát thành phố đây các bạn. Đây. Quẹo đây là đường Đồng Khởi. Các mặt bằng ở đây cho thuê và đóng cửa gần hết. Đây là góc đường Mạc Thị Bưởi cắt với Nguyễn Huệ. Xin lỗi, Mạc Thị Bưởi cắt với đường Đồng Khởi. Đó, ôi trời, nguyên cái dãy này 5 căn nhà liền nhau cho thuê luôn. Thiệt là đau lòng quá đi. Đó. Cảnh như thế này rồi cô bác nghe thêm cái bài Thành Phố Buồn nữa thì tê tái luôn, tê tái còn cả mái. Đây, đi thẳng thì chúng ta sẽ qua cầu Khánh Hội đi sang quận 4, quẹo phải là sẽ đi vào đường Nguyễn Huệ. Bên tay trái các bạn nhìn thấy cái lá cờ là cột cờ Thủ Ngữ. Qua bên kia là bến Nhà Rồng. Cảnh quan ở khu bờ sông này rất đẹp. Bên tay phải này là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam này. Mỗi khi đi qua khúc này mình cảm thấy rất thích. Không gian thì rộng mà cho cái xe này nó đi qua đó. Không gian thì rộng rãi mà các cái tòa nhà thì cao, to, đẹp. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố. Trước mặt của các anh chị là cây cầu Cam Mét nối từ quận 1 sang quận 4.
ở dưới, phía dưới là đường Cam Mét. Chúng ta đang đi, đây là đại lộ Võ Văn Kiệt. Wow, rồi, kịp không, qua luôn. Quẹo phải này, đường Ký Con, sẽ đi về khu chợ Bến Thành. Phía trước đang là cầu Ông Lãnh. Quẹo phải chúng ta sẽ đi vào Cô Bắc, Cô Giang, khu chợ Cầu Muối. Mình phải đi vượt qua cái xe này, đi sau cái xe chở hàng rất là ồn. Cái trục đường Võ Văn Kiệt này là trục đường chính kết nối giữa miền Đông và miền Tây. Ngày xưa khúc này gọi là đường Bến Trương Dương, nhưng mà lúc đó thì Tuấn Dương biết thì nó chỉ là cái con đường đất. Cái thời những cái năm 2000, khi mà Tuấn Dương đi vào đây thì đây còn là đường đất khó đi. Và cái kênh tàu hũ phía bên tay trái thì cũng lúc đó chưa có kè lại. Đây còn là những các cái khu vực xóm liều. Đây, quẹo phải chúng ta sẽ đi vào đường Trần Đình Xu, là đường Phát Diệm cũ đó. Những người chạy mô tô đi vào cái làn đó là đi sai làn các bạn ạ. Xe gắn máy và mô tô là chỉ đi hai cái len trong này thôi. Quẹo phải này là chúng ta sẽ đi vào đường Nguyễn Cảnh Trân. Phía trước mặt của ba anh chị là cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Khi mà quay video clip vào cái lúc trời nắng như thế này các bạn, thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận và ngắm nhìn được cái vẻ đẹp của thành phố. Nhìn cái tầm nhìn và tầm quan sát nó được rộng hơn. Còn lúc buổi tối đó thì cái tầm nhìn bị hạn chế, các bạn sẽ không nhìn thấy mây, cây cỏ, cây hoa lá. Dừng xe buýt mà đứng ngay ở chỗ ngoài này các bạn này, nắng nóng quá trời luôn. Xe buýt dừng để đón khách. Những cái trạm xe buýt mà ở ngoài trời như vậy, khách đứng chờ cũng hơi bị mệt. Đây còn đây là cầu chữ Y. Đang dừng đèn đỏ, có những người họ dừng xa xa cầu một chút.
Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video này. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Đây đang là cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Xin lỗi, đó là cây cầu chữ Y. Cầu chữ Y nối quận 5, quận 8 và quận Nhất. Thưa cô bác anh chị, lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Trần Bình Trọng, cắt với Võ Văn Kiệt. Tuyến đường bên ngoài này, đây cái tuyến đường vành đai á các bạn, thì đi lại thì sẽ thoải mái, dễ chịu hơn. Wow, qua chúng ta vừa đi qua bệnh viện nhiệt đới, rồi qua tới đây là bệnh viện tâm thần. Rồi. Đây, Tuấn Dương sẽ mời cô bác anh chị chúng ta đi đèn xanh được phép rẽ phải. Đây là Huỳnh Mẫn Đạt này. Chợ Hòa Bình. Alo. Cái gì? Thôi đi rồi. Chợ Hòa Bình. Ở khu vực chợ Hòa Bình thì hôm nay những người buôn bán hàng rong, để Tuấn Dương coi thử nhé. Cũng gần như ngày hôm nay là ít người ngồi bán hàng rong ở vỉa hè lề đường. Có lẽ là do chung tay dập dịch cùng với chính quyền thành phố nên là đã vận động bà con cô bác không có buôn bán ở lòng lề đường để hạn chế dịch bệnh. Đó. Đây góc đường Trần Tuấn Khải cắt với đường Đào Tấn. Cà phê, quán chỉ bán mang về. Chợ Hòa Bình. Phía bên ngoài này ngày hôm nay các cái sạp mà bán hàng rong cũng không có hoạt động. Người ta yêu cầu giải tán. Các tiệm vàng vẫn hoạt động bình thường. Giữ xe. Dịch vụ giữ xe trước chợ thì vẫn hoạt động nhé các bạn. Này góc đường Nghĩa Thục cắt với đường Nhiêu Tâm. Hay là hầu hết các chợ lúc này đều thu gọn lại. Chỉ hoạt động ở phía bên trong chợ thôi.
Còn phía bên ngoài chợ thì có lẽ là hơi khó kiểm soát, và cũng để hạn chế cái việc lây nhiễm nên lúc này bà con tiểu thương được yêu cầu là không có họp chợ ở phía bên ngoài, vừa gây mất trật tự và vừa làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Lúc mà lây nhiễm thì khó truy xuất, truy vết để khoanh vùng và dập dịch. Đây, chúng ta đi ra đường Nguyễn Trãi. Quẹo phải chúng ta vào Nguyễn Duy Dương. Đây là góc Nguyễn Duy Dương, góc với đường An Dương Vương. Rồi, đi thôi. Bên tay phải chợ An Đông ngày hôm nay cũng nghỉ các bạn ạ. Chợ An Đông này đóng cửa từ đầu mùa dịch tới nay. Rồi, phía trước là góc Nguyễn Chí Thanh cắt với Nguyễn Duy Dương. Khúc này không có giao lộ, này không có đèn đỏ nên các phương tiện nhìn nhau mà đi, nhường nhau mà đi. Đây, lúc này phố chị em thì chạy xe cũng quá vắng. Đây, trước là hai chị đi xe gắn máy đẹp. Các chị vừa đi vừa nhòm ngó rồi liếc gương. Nhòm ngó quan sát xem có khách hay không. Đây là ngã 6 Nguyễn Tri Phương.
Wow, qua đến khúc này người ta mới móc ở dưới đường lên nên khá bụi, bụi mù mịt luôn. Quẹo phải đi vào đường Nguyễn Kim. Đây, phía bên tay phải là sân vận động Thống Nhất. Đây, chúng ta đang có mặt trên đường Hòa Hảo. Trước mặt là góc Hòa Hảo cắt với Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt thì ngày xưa có tên là đường Nguyễn Văn Thoại. À, tới đây quẹo phải chúng ta sẽ đi ra Lê Đại Hành, đi thẳng thì sẽ gặp ngã tư Phó Cơ Điều cắt với Trần Quý. Này, Tấn Dương đã đưa cô bác anh chị chúng ta đi vào đường Tân Phước. Lối đi vào chợ Thiếc này.